Trương Thọ có đặt câu hỏi: thầy ơi, làm sao để cho tâm mình tĩnh vậy ạ? Đây là câu hỏi rất là hay. Thực ra trong cuộc sống này, vốn dĩ tất cả cuộc đời này đều là nhất thể. Nhưng muốn trở thành nhất thể thì nó lại là đa thể. Tôi sẽ chứng minh, nói nghe nó hơi trừu tượng, nhưng tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy. Màu trắng, chúng ta tưởng là nhất thể, nhưng nếu phân tích nó ra thì là màu trắng là màu tổng hợp của 7 màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Như vậy để được một màu trắng tinh khiết, ta phải có 7 màu. Để một người mà nhìn thấy gái mà không còn nổi sân, nổi si lên nữa, không còn máu nữa, thì nó phải đủ trải nghiệm. Nó đủ trải nghiệm. Còn trải nghiệm trong kiếp này hay vô lượng kiếp trước thì tôi không bàn nhé. Cho nên súc sinh nó máu hơn là người mà. Càng tiến bộ, càng tầng bậc cao thì sinh lý càng yếu. Thế là họ không có nhu cầu chuyện đấy lớn nữa. Nhưng mà không phải là họ không có nhu cầu lớn, có nghĩa là họ chưa bao giờ có nhu cầu lớn, mà họ đã từng có nhu cầu lớn rất lớn rồi, chẳng qua bây giờ nó chán rồi. Thế thì bây giờ quay trở lại cái câu chuyện là làm thế nào để tâm tĩnh, thì tôi trả lời với bạn rằng đủ trải nghiệm để nhìn thấy hết một vòng đời, rằng chẳng có cái gì là không phải trả giá. Bạn làm chủ doanh nghiệp, khi bạn làm nhân viên thì bạn thấy rằng là nhân viên khổ, thằng trưởng phòng sướng. Khi bạn làm trưởng phòng, bạn phát hiện ra một điều rằng có khi làm nhân viên sướng hơn làm trưởng phòng. Nhưng bạn làm trưởng phòng rồi thì bạn lại khao khát được làm CEO. Nhưng khi bạn làm CEO, bạn mới biết là từ ngày mở doanh nghiệp ra, đời mình như đời cô Liệu luôn. Bạn mới phát hiện ra là ồ, CEO nó cũng đau sướng. Khi bạn nghèo, bạn nhìn thằng giàu, sao bọn nó sướng thế? Thằng giàu thì thấy ăn cái gì cũng không ngon, lại bảo là giá làm nông dân thì sướng. Suy cho cùng, đi hết một vòng vòng tròn thì bỗng nhiên tâm ta mới tĩnh trở lại. Còn khi nào mà ta vẫn còn chưa biết một cái gì đó, ta vẫn còn tò mò, ta vẫn còn muốn biết, thì chúng vẫn còn dụ ta đi. Và lấy đâu mà tâm tĩnh được? Vì khi mà mình không còn có một cái gì có thể dẫn dụ được mình đi nữa, thì chính là tâm mong cầu của mình không còn. Mà tâm mong cầu của mình không còn thì lúc ấy gọi là tâm không, tâm rất tĩnh. Để lấy ví dụ, tôi đã từng giàu, tôi phát hiện ra là nhiều tiền nó chả giải quyết cái gì. Cũng như anh Vũ Trung Nguyên anh nói câu là tiền nhiều để làm gì đấy. Thật sự nó chả giải quyết cái gì. Nhưng nếu với một kẻ nghèo thì họ bảo thằng ấy bị điên. Cho nên mới nói là tiền không để làm gì. Nhưng ngược lại, thằng giàu nó thấy đúng, tiền không để làm gì. Nhưng nếu như mình lại chỉ sống trong nhà giàu mà mình chưa từng sống trong nhà nghèo, thì mình lại nhìn thấy kẻ nghèo mình khinh. Thế là mình bỏ đi, có nghĩa là vẫn bị thằng nghèo nó điều khiển, làm cho tức giận và đi. Nhưng nếu mình cũng đã sinh trong nhà nghèo rồi, thì mình cũng cảm nhận thấy cái hạnh phúc của cái nghèo, thì mình vẫn tôn vinh cái nghèo, chứ không phải nghèo là hoàn toàn tệ. Cho nên đủ nắng hoa mới nở, đủ trải nghiệm con người mới tĩnh tâm được. Vì vậy cách duy nhất để bạn tĩnh tâm là gì? Hãy trải nghiệm đi, hãy làm việc đi, hãy thăng tiến đi, đi hết một vòng, rồi bạn sẽ nhận ra thứ hạnh phúc không phải là thứ tìm ở bên ngoài, mà thứ hạnh phúc chính là tìm ở trong tâm của mình. Trong tâm mình luôn có một không gian rất hạnh phúc, chỉ có điều ta chưa bao giờ ta nhìn vào bên trong mà thôi. Vì vậy, đừng đi tìm ở ngoài nữa. Nhưng nếu tôi nói thế, thì cá rằng các bạn bảo thằng này bị điên. Vì vậy hãy trải nghiệm, đi một vòng đi, rồi bạn sẽ nhận thấy để tinh tâm, để tâm nó tĩnh được,
Có nghĩa là bạn đã phải trải nghiệm qua rất nhiều cả đau khổ, hỉ, nộ, ái, ố, đau thương có, sung sướng có, rồi là ái ố có. Cho nên một số người bảo thầy chắc ngày gì, thầy chắc là tử tế lắm nhỉ. Tôi bảo cũng không hẳn như vậy, đủ mất dạy thì thành tử tế, chứ chưa chắc đã phải là người tử tế đâu, không phải sinh ra đã tử tế đâu. Đấy, như vậy phải cần trải nghiệm thì chúng ta mới nhìn thấu được mọi việc, và chúng ta tâm của mình tĩnh hơn. Và chúc cho bạn sớm tĩnh tâm, bởi vì bạn càng tĩnh tâm thì tuệ của bạn càng sáng. Vì trong cuộc đời này tâm tĩnh là nhân, lao động là duyên, ắt sẽ sinh tuệ. Tĩnh tâm, kiên định làm việc, ắt sinh tuệ. Còn những kẻ mà chưa làm được một thời gian ngắn, làm được 5 ngày, 3 ngày đã kết luận là em không có năng khiếu, em không phù hợp, tâm nó cứ nhảy ầm ầm ấy. Thấy thằng giàu, thằng bạn mình nó giàu là mình nhảy bổ lên muốn thay đổi công việc đấy. Thấy thằng bạn nó nghèo thì mình lại khinh khi. Thì những kẻ đấy thường không có tuệ, mà chỉ làm việc dựa trên một số cái cơ hội trước mắt, hoặc là một số chiêu trò để kiếm được tiền thôi, nhưng nó sẽ không bền. Và để hạnh phúc từ chính tâm mình và bền vững thì chúng ta tĩnh tâm, trải nghiệm, làm việc nhiều bạn, chắc chắn là bạn tâm bạn sẽ tĩnh dần thôi. Cảm ơn bạn.